Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Joey Shop. Trước mắt các bạn là mẫu xe Vario 160. Thì bên shop đang tiến hành lắp cái cản để lên thùng phía sau cho ảnh, vì nhu cầu chứa đồ của ảnh khá là nhiều nên cái cốp zin không đủ để phục vụ cho ảnh. Và bên shop sẽ canh chỉnh cái cản Vario này từ cái cản của Vario 150 nha các bạn. Và cái đế kèm theo cản là cái đế như thế này, nhưng ảnh không thích loại đế này, ảnh muốn gắn cái đế đi kèm theo thùng. Và bên shop sẽ chiều thị ý ảnh và lắp cái đế đi theo thùng. Và cái cản của Vario 150 này giá của hãng niêm yết là 900k nha các bạn. Còn nếu các bạn gắn zin cho 150 thì không có tính công, còn nếu mà các bạn gắn qua Vario 160 thì bên shop sẽ canh chỉnh lại và shop sẽ tính thêm công. Và cái thùng bên khách anh chọn là mẫu thùng B45NM, thì đây là mẫu thùng mới nhất 2022. Nguyên bản của nó thì không có cái phần tựa lưng và giá của nó là 1.930.000. Và bên shop cũng sẽ lên luôn cái tựa lưng theo yêu cầu của anh, và cái giá tựa lưng rời là 370.000 nha các bạn. Thì full cái combo ba ga và thùng và tựa lưng này thì lăn quanh khoảng 3.2-3.3 gì đó, mình nhớ không chính xác. Thì cái dung tích của cái mẫu thùng này sử dụng là 45 lít, và thiết kế chống mưa luôn nha các bạn. Và khi không có nhu cầu sử dụng thì bên các bạn có thể bấm nút và tháo ra để ở nhà, rất là tiện lợi. Và phía sau có cái tựa lưng giúp người ngồi sau thì sẽ vững chắc hơn nha các bạn, đỡ bị chơi vơi hơn. Ngoài ra thì ở shop còn có rất là nhiều mẫu thùng khác. Nếu các bạn nhu cầu chứa đồ không nhiều thì có thể chọn cái mẫu thùng nhỏ hơn, hoặc là thiết kế khác hơn, tùy theo cái sở thích, nhu cầu và kinh phí của các bạn bỏ ra thì các bạn có thể chọn cái loại thùng nào mà các bạn muốn. Và shop sẽ hỗ trợ kỹ thuật lắp vào. Và nếu các bạn muốn lên 3 thùng thì shop cũng có sẵn các mẫu thùng hông. Và tất cả các thùng ở đây đều là hàng chính hãng GV hết nha các bạn. Và shop thì có rất là nhiều mũ bảo hiểm 3/4, full face, lật hàm, nón xe đạp, tất cả đều là hàng chính hãng. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng tại số 165 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, hoặc liên hệ qua số điện thoại hotline 0985 795 792, hoặc kết bạn qua Zalo để shop tư vấn gửi hàng đi nếu các bạn ở xa. Shop cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Shop xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.